lại nha. Nó thì theo cầu của rất là nhiều anh em nha các bạn. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm một cái bộ combo drone FPV mua về là bay luôn, không cần phải làm gì luôn các bạn. Đến từ thương hiệu RLC, nó có tên là Tynago, của mình là phiên bản 4K nha các bạn. Quay phim 4K nha, được tặng một cái ba lô xịn sò, đi bay là đem theo cái một là quất luôn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp từng cái cho các bạn xem nha. Đó, được tặng một cái ba lô khá là xịn nha các bạn. À, đầu tiên mình sẽ cho các bạn xem kính nha. À, đây là một kính FPV khá là giống với cái kính iTai hôm trước mình đã từng review nha các bạn. Thì kính này người xem rất là dễ xem các bạn, màn nó khá là to, đặc biệt là có lưu video DVR qua thẻ nhớ nè. Các bạn bay các bạn lưu video là up lên Facebook cho anh em xem chơi nha. Kính này thì rất là dễ xem luôn các bạn. Tiếp đến mình sẽ cho các bạn xem cái tay điều khiển nha. À, tay điều khiển thì rất là dễ sử dụng luôn các bạn. Mấy cái chức năng này nè đã gắn sẵn kênh hết trơn luôn. Thì con này nó có 3 chế độ bay bình thường, đó chính là Angle, Horizon và Acro. Ở bên cạnh đó nó có một chức năng rất là tuyệt vời các bạn, tự động lật lại. Đó, khá là tuyệt nha. Các bạn bay rớt lật lại phải không, kích hoạt nó lên, gạt drone một phát thôi là nó sẽ tự động lật lại, sau đó các bạn bay về. Khá là tuyệt cái chức năng đó các bạn, tay điều khiển khá là ngon nha. Tiếp đến mình sẽ cho các bạn xem con máy bay đây, nhân vật chính đây. Đó, động cơ không chổi than nha các bạn, của mình là phiên bản quay phim 4K nha. Giá của combo này tầm khoảng 6,5 triệu. Nếu các bạn mua về tập bay không cần quay phim thì chọn phiên bản bình thường là giá tầm khoảng 5 triệu. Nếu quay phim 1080 thì là tầm khoảng 6 triệu nha các bạn. Của mình là chơi hết cốt luôn, ở quay 4K nha. Đó, giá tầm khoảng 6,5 triệu. Động cơ không chổi than RXG nha các bạn. Sóng con này thì nhà sản xuất nói rất là sai các bạn, tầm khoảng 300m gì đấy các bạn không, nhìn rất là nhỏ gọn các bạn. Con này bay thì cực kỳ đầm luôn các bạn. Ở ngoài ra phụ kiện tặng cho các bạn rất là nhiều luôn nè. À, như mình đã nói các bạn, bộ này mua về chỉ việc mở lên là bay thôi, không cần phải làm gì cả các bạn. Một cái cục sạc hẳn 4 pin luôn. À, tặng kèm thêm 4 viên pin cho các bạn luôn. À, mỗi một bộ thì bay khoảng 5 đến 6 phút nha các bạn, theo như nhận xuất nói. À, được tặng hẳn 4 viên pin. À, sách hướng dẫn này kia các kiểu, cũng như là cánh dự phòng, dây rút và dây rằng pin tu bích các kiểu. Ok, các bạn thấy không? Nhìn khá là đã nha các bạn, trọng bộ rất là nhiều luôn, có tặng kèm bao lâu nữa. Thì bây giờ mình sẽ bay và trải nghiệm quay phim lại cho các bạn xem chơi nha. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình nha. Ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ bay FPV trải nghiệm về con Tynago 4K nha các bạn. Ok, đeo kính cho nè, khởi động nha. Đó, thì mình sẽ bay chế độ Angle nha các bạn. Đó, gọi là chế độ tập bay dành cho người mới bắt đầu đó. Đó, để mình bay vòng vòng đây các kiểu ơi. Cảm nhận thì xem qua kính rất là dễ các bạn ơi, tại vì màn hình nó khá là to luôn. Đó, mình sẽ tập chui lỗ các kiểu nè. Wow, wow. Khá là phê nha các bạn. Hiện giờ là đang bay ra sau lưng luôn nè. Đó, sóng còn rất là khá tốt các bạn. Wow. Wow, quá là đã các bạn ơi. Con này tập bay mình nghĩ là khá là tuyệt nha các bạn. Oh, wow, 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 wow. Đó, các bạn thấy không? Vừa trúng vô cây nhưng mà vẫn không hề hắn gì nha các bạn. Để thử mình bay xuyên tường các kiểu coi sóng nó có tốt không nha. Ồ, sóng cũng khá là ổn trong tầm giá các bạn ơi. Ồ, ok nha các bạn, bộ này mình nghỉ ngon nha các bạn, tập bay ổn đó. Thử chua luôn coi. Wow, quá là phê các bạn ơi. Đó, mình đang bay khuất các kiểu nha các bạn, mà sóng của nó phải nói là rất là tốt luôn các bạn. Wow, wow, wow. Vừa đâm cây thất bại các bạn ơi, nhưng mà vẫn không sao nha các bạn. Quá là tuyệt nha. Wow. Hình ảnh xem nó trong xe các bạn ơi, khá là nét luôn. Chỉ có một cái là anten của nó là anten cây nha các bạn, phải anten nắm nó mình nghĩ phải gặp tuyệt vời nha các bạn. Wow. Con này cũng khá là trâu nha các bạn. Mới xuyên cái dãy ghế nhưng mà không thành công các bạn ơi. Đó, đang bay sau lưng các kiểu nhưng mà hình ảnh sóng này kia vẫn còn khá là tốt các bạn. Wow, wow. Như một thằng say rượu luôn các bạn ơi. Thử lên cái nữa rồi, thành công không nha. Wow, thành công rồi các bạn ơi. Đó, vừa chui qua dãy ghế nha các bạn. Cảm giác cái tay điều khiển này nó rất là nhạy các bạn ơi. Sóng thì khá là tốt luôn các bạn, tại vì nó sử dụng RXR mà, cho nên là
mình cảm giác cái sóng của nó rất là tốt các bạn. Chừng nào mà sóng rỉ thích hợp thì các bạn chỉ bay tầm khoảng vài chục mét trở lại thôi. Con này thì rỉ ít rờ cho nên là mình nghĩ sóng của nó sẽ rất là tốt nha các bạn. Nãy giờ mình bay chui các kiểu nè, nhưng mà hình ảnh xem vẫn còn khá là tốt, cũng như là sóng tay điều khiển rất là ổn các bạn ơi. Thì nếu mà so sánh bộ này với bộ Beta thì mình đánh giá cao bộ này hơn bộ Beta nha các bạn. Bộ Beta thì sóng VTS của nó khá là yếu luôn, riêng bộ này thì mình cảm giác sóng của nó rất là tốt các bạn. Wow, quá là phơi các bạn ơi, chui ngang cái dãy ghế phải nói là quá là tuyệt luôn các bạn. Đó, thì khi các bạn tập bay nhớ ra khu trường hoặc là trống như thế này nè, có mấy cái lỗ này kia đó các bạn chui qua cho nó đã nha các bạn. Nó thì như mình đã nói, bộ này nó có 3 phiên bản, cái rồi phiên bản không quay phim nhưng mà có lưu video DVR là giá tầm khoảng 5 triệu, mà quay 1080 thì là khoảng 6 triệu, còn quay 4K như của mình thì khoảng 6 triệu rưỡi nha các bạn. Rất là phù hợp với anh em nào mà không thích lắp ráp, không thích setup, mua về ghim pin mở lên là chơi luôn các bạn, quay phim tự động quay phim luôn, thời gian bay thì là 5 đến 6 phút các bạn, rất là tuyệt nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh bộ này cho các bạn xem nữa, cũng như là hướng dẫn các bạn bay sơ về bộ này nha. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình nha các bạn. Quá lộn trong tầm giá các bạn ơi, chúng đen đang ngồi quay các bạn thấy không. Ok, ngon lành nha. Thì đây sẽ là chọn bộ combo của con Tainago đến từ thương hiệu RepLC. Thì như mình đã nói nha các bạn, bộ này các bạn mua về chỉ việc mở nguồn lên là bay thôi, quay phim thì con máy bay sẽ tự động quay. Đó, còn các bạn muốn lưu video DVR thì chỉ cần bấm một nút thôi, tự động nó sẽ quay lại. Được tặng hẳn một cái ba lô như này, pin thì đã tặng cho các bạn 4 cục luôn, có hẳn sạc luôn, đồ dự phòng thì rất là nhiều luôn các bạn. Nói chung bộ này khá là tuyệt nha các bạn, tập bay các kiểu. Nói chung là các bạn nào không biết cái gì chứ mù tịch luôn á thì mua cái bộ này về chơi phát là lẫm luôn các bạn. Thì trước tiên mình sẽ cho các bạn xem cái tay điều khiển nha. Thì tay điều khiển này nãy giờ mình bay á, mình cảm giác là cái tay của nó rất là nhẹ nha các bạn, đặc biệt là cực kỳ dễ sử dụng luôn các bạn. Mấy cái kênh này nè người ta đã gắn sẵn hết trơn rồi, có tên sẵn hết trơn nè, nó này kia nè, ba chế độ bay bên này nè, tắt mở nguồn ở đây. Đặc biệt cái tay điều khiển sử dụng pin tiểu nha các bạn, nhưng mà thời gian bay của nó rất là lâu nha, cảm giác là cái tay này nó không ăn pin lắm các bạn. Đó, nút kết nối thì ở đây, nút bay ở đây, các bạn thấy không, làm sẵn hết trơn rồi. Và cái việc khởi động chọn chế độ bay là bay thôi, khá là tuyệt các bạn. Còn đây là cái kính, thì cái kính này á khá như giống với kính iFly mà hôm trước mình đã từng bay, nhưng mà nó nói các bạn, nhưng mà có lưu video DVR nha, các bạn chỉ cần nhắn thẻ nhớ ở đây, bấm chữ Red phát là quay luôn. Kính thì màn hình rất là to, người mới bắt đầu xem rất là dễ xem luôn các bạn. Đặc biệt là sóng của nó khá là tốt nha, hồi nãy mình bay khuất các kiểu nhưng mà vẫn còn xem ok. Đó, thì đây là kính nha. Còn đây sẽ là con máy bay nè các bạn, nhân vật chính nè. Thì con máy bay này nó có 3 phiên bản. Một là phiên bản bình thường không có quay phim, giá tầm khoảng nguyên bộ nha các bạn, 5 triệu như mình đã nói. Còn quay phim 1080 là tầm khoảng 6 triệu, còn quay phim 4K như của mình là tầm khoảng 6 triệu rưỡi. Thì con drone này là con drone động cơ không chối than các bạn, lực năng khá là tốt. Con của mình có quay phim cho nên là có khe cắm thẻ nhớ đây nè. Đó, các bạn chỉ cần cắm thẻ nhớ vô đây, ghim pin vào là tự động nó quay phim luôn. Cái con này sử dụng RXR nha, cho nên sóng của nó khá là tốt luôn các bạn, có vòng bảo vệ các kiểu, mình nghĩ con này bay đập các kiểu cũng không có sao nha các bạn. Nó đặc biệt như mình đã nói, có chức năng tự động lạc, khi các bạn bay lạc đi mà kích hoạt cái là tự động nó lạc lại, sau đó các bạn bay thôi, khỏi cần đi lượm các bạn, khá là tiện luôn. Con này thì cầm trên tay khá là nặng nha các bạn, chính vì thế các bạn thấy đó, nãy bay rất là đầm luôn, bay cũng khá là nhanh nha các bạn. Bộ này nói chung tập bay hoặc là chơi lâu dài, dành cho những anh em chưa biết gì về drone FPV, ngại việc setup, ngại việc lắp ráp thì chơi hẳn bộ này thì khá là tuyệt các bạn. Nó khi các bạn bay chán rồi thì người ta đã tặng sẵn ở trên nè, có sạc sẵn nè, cắm vào USB, cắm 4 pin vào là sạc thôi, cánh dự phòng các kiểu, nói chung khá là tuyệt vời bộ này các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bay sơ nha. Khởi động nha. Đó, lên nào. Wow, rất là đầm nha các bạn, cảm giác cái tay điều khiển này nó rất là nhạy luôn các bạn ơi. Wow, công nhận đầm ngon nha các bạn, mình nghĩ nếu mà bay FPV sẽ rất là tuyệt vời nha. Wow, để thử nhào lộn xem sao nha. Wow, nhào lộn rất là mượt luôn các bạn ơi. Ô, con này mình nghĩ tập bay rất là sướng nha các bạn. Wow, khá là lanh, cũng khá là nhanh luôn các bạn ơi. Wow, 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 nó bây giờ nó đang bị lật các bạn, để em nha, mình sẽ lật lại cho các bạn xem nè. Đó,
sau đó sẽ khởi động nha bạn, khỏi cần đi lụm luôn nha. Đó, rất là tuyệt nha các bạn. Đó, rất là khỏi cần đi lụm nha, tại vì con này nó có chức năng tự động lật như ban đầu mình đã nói nha các bạn. Ồ, khá là tuyệt các bạn ơi, bay rất là đầm nha các bạn. Cảm giác mình nghĩ là nếu mà bay FPV sẽ rất là phê nha. Ồ, con này rất là đáng tiền để mua các bạn ơi. Đó, thì như mình đã nói các bạn, nó có ba cái sự lựa chọn đó. Không có quay phim thì là giá khoảng 5 triệu, còn quay phim 1080 là khoảng 6 triệu, còn quay 4K như con của mình là tầm khoảng 6 triệu rưỡi nha các bạn. Thời gian bay con này khá là tuyệt các bạn ơi, tầm khoảng 5 đến 6 phút, cũng như là tầm điều khiển nhà sản xuất nói là khoảng 300m các bạn, tại vì con này sử dụng RXR nha các bạn, không phải là RX tích hợp nha, cho nên là sóng của nó sẽ rất là tốt, các bạn thấy không? Rất là đầm nha các bạn. Đó, ngon lành nha. Thì để bay con này rất là đơn giản nha các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ nhét hai cục pin vào đây, sau đó thì ghim vào thôi các bạn. Đó, thì con này nó bay 2S nha các bạn, cho nên là sử dụng hai viên pin. Nếu các bạn thích dễ chịu hơn thì các bạn có thể mua một viên thôi 2S, cắt cái này ra chuyển thành sắt XT30 là chơi thôi các bạn. Nhưng mà người ta tặng sẵn rồi, chơi gì đi cho nó tiện. Đó, đặt con máy bay lên một phẳng nha. Sau đó mở nguồn tay điều khiển đây nè, có chữ on off nè, gạt qua. Đó là tự động nó kết nối luôn, các bạn không cần phải làm gì thêm. Thì để khởi động máy bay các bạn chỉ cần kéo cần này về phía trước là máy bay sẽ khởi động. Đó, kéo vào mình sẽ tắt, kéo vào trước khởi động. Nó còn bên đây là ba chế độ bay nè, các bạn thấy không? Người ta để sẵn nè, Astro đẩy về phía trước, ở giữa là hold direction, kéo về mình là angle. Đó, rất là đơn giản nha các bạn. Trường hợp cần này nó là cần bình thường, các bạn đẩy về phía trước hết là bay bình thường, ở giữa là tiếng chuông nè, các bạn thấy nó kêu không? Kéo về mình hết là chế độ tự động lật, flat lift đó. Tự động lật là sao? Khi các bạn kéo về mình hết nha, con máy bay đang lật như thế này đi, các bạn chỉ cần khởi động máy bay lên đó, sau đó gạt cái cần roll bên nào cũng được, chân là tự động nó sẽ lật lại. Đó, các bạn thấy không? Khá là tiện không? Khi nó lật lại xong, các bạn chuyển sang chế độ bay bình thường, đẩy về phía trước hết, sau đó khởi động máy bay và bay lên bình thường thôi. Đó, các bạn thấy không? Nó khá là tiện lợi nha các bạn. Có cần S4 này là người ta để sẵn, các bạn muốn gắn kênh nào cũng được. Còn như công tắc này cũng vậy, các bạn muốn gắn kênh nào cũng được. Phía sau lưng này sẽ có chữ bay là kết nối nè, nhưng mà người ta kết nối sẵn nè, các bạn không cần phải làm gì thêm luôn. Nó nói chung là cái tay này rất dễ sử dụng các bạn. Khởi động máy bay thì là cần này, còn cái cần này là ba chế độ bay. Nếu các bạn tập bay thì kéo về mình hết. Còn cần này là ba cái chức năng, bình thường là đẩy về phía trước, ở giữa là tiếng chuông, người ta để sẵn nè, kéo về mình là tự động lật như nãy mình hướng dẫn thôi. Còn cần AS4 này với lại 123 là các bạn chỉ cần thích cái gì thì gắn lên ở trên beta line. Hai cần này mình thấy không có sử dụng như các bạn, người ta để chống cho các bạn gắn kênh thôi. Nó rất là đơn giản, khi các bạn bay mà lỡ gặp sự cố thì cứ tắt am là lụm tiền nha các bạn. Tiếp đến thì cái kính này thì như cái kính beta line hôm trước mình hướng dẫn thôi, nhắn cứng lúc này nó sẽ mở nguồn, nhớ gắn thẻ nhớ vào nha các bạn. Thì sau khi mở nguồn xong nó sẽ hiện camera luôn, nếu nó không hiện thì các bạn chỉ cần nhắn cứng vào chữ sạch ở đây là nó sẽ dò được cái sóng, sau đó nó thấy hình. Việc còn lại các bạn chỉ việc bay thôi, muốn quay phim thì bấm vào chữ red một phát, nó hiện dấu chấm ở trên màn hình đó, là đang quay phim. Các bạn muốn dừng chức năng quay phim thì bấm chữ red lần nữa, rất là đơn giản nha bạn. Còn hai nút này, hai nút dò sóng thủ công, còn nút sạch thì dò sóng tự động, gắn thẻ nhớ vô quay là thôi, khá là tuyệt nha. Đó, thì bộ này nhìn chung tập bay các kiểu thì khá là ổn trong tầm giá nha các bạn. Đó, thì mình cũng sẽ tạm ngưng video đây thôi. Các bạn không hiểu gì thì cứ comment bình luận bên dưới, hoặc muốn mình review cái bộ gì thì cũng cứ comment bình luận bên dưới nha. Ok, thì muốn mua Flycam hay drone FPV, các bạn cứ inbox Zalo cho mình là 0988002232 đó. Mình sẽ tư vấn và chia sẻ đến tất cả các bạn, chọn những combo Flycam hoặc là drone FPV phù hợp với túi tiền cũng như là nhu cầu sử dụng của các bạn. Ok, thì bye bye tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Bye bye.